afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi, chúc mọi người có một buổi sáng đầu tuần vui vẻ, học hành cho tốt, ôn bài thi đến nơi rồi, điểm cao, cố gắng lên. Nói chung là cái gì cái thời gian cho sẽ rất là nhanh đúng không? Vừa mới khai giảng đây thôi mà bây giờ là chuẩn bị thi học kỳ rồi. Đấy, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là các bạn sẽ chuẩn bị rục rịch sắm đồ Tết rồi ăn Tết. Để ăn Tết ngon không là phải do quyết định cái kỳ thi này đúng không? Kỳ thi này điểm cao thì ăn Tết còn vui vẻ, điểm thấp là tàn đời liền đúng không? Nên mọi người phải cố gắng ôn bài hết mình nha. Tại vì em cũng từng đi học với mọi người nên là cái cảm giác mà thi cử thì nói chung là ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Lo lắng thì nó cũng sẽ tới. Không thể nào mình pass qua được đúng không? Không thể nào nhảy một phát là bước qua được. Tự mình phải đi qua từng góc độ một thì mới có thể là đạt được cái thành công. Đấy, mọi người cố gắng. Như em trải qua 7749 kỳ thi rồi. Quá nhiều thứ để mà bước tới nên là không cần phải lo ngại gì. Giống như cái đợt em học marketing đấy, mà yến lịch qua marketing đấy, trời ơi. Mọi người biết sao, không phải như lịch sử địa lý đâu nha mọi người. Cái môn đó chắc là mọi người nghe mình kể cũng nhiều rồi đúng không? Trong sách viết một đường nhưng mà đi thi một nẻo, mọi người hiểu ý mình không? Chẳng hạn mình lấy ví dụ như đơn giản là She Beautiful đi, nhưng mà khi đi thi ấy, nó không có ghi beautiful, nó ghi gorgeous, ghi nice, cute, hay là gì stunning đó, kiểu vậy á, chứ nó không có ghi là beautiful đó. Toàn là dùng những cái từ đồng âm hay là những cái từ đồng nghĩa để mà mô tả về kinh doanh á, nên là rất là đau đầu. Bởi vậy cho nên là cứ tự tin tỏa sáng thôi, không cần phải lo ngại bất kỳ vấn đề gì cả, đúng không? Mà tôi thấy mọi người học giỏi mà. Lên cứ mỗi lần thi xong có điểm 8 điểm, 9 điểm, khiếp khủng. Học còn kinh khủng hơn cả em ngày xưa nữa. Nhưng mà ngày xưa em học chương trình cũ. Bây giờ mọi người học chương trình mới thì kiểu giống như là nhìn vô là thấy khó hơn mình ngày xưa rất là nhiều. Giống như con chị họ mình đang học, nó lớp 7 mà nó chị mình lớp 7 đã học hóa rồi mọi người ạ. Ngày xưa lớp 8 mình mới bập bẹ nên là giờ khó. Rồi đi cứu bạn côn trùng, à hương sư chứ. Rồi 36 đúng không? Bạn là ai? Nói mau, không tao bắn. Thôi, nữ sát thủ đó. Violet phiên bản Identify. Sao? Không có né. Chơi là không có né, bắn nha. Rồi chạy đi bạn. Rồi mình giữ máu để lát nữa cứu bạn lần hai. Đi lục cái hòm đó. Hết tương lai rồi. Bắn chứ sao không bắn được đúng không? Bắn để giữ máu cứu lần hai đỡ mất thời gian. Trời ơi. Hôm nay là em vô em chốt hụi liền. Chọn điều phối luôn. Rồi Hunter muốn mang gì mang. Đầu game mà xui rủi mà đuổi em luôn là em bắn liền. Chứ em không có chờ. Chờ là hết hy vọng. Trời ơi. Chuẩn bị bách Tết tới nơi đấy. Nào là điều phối, trộm, nhóc rìu, chi si, hề. Ủa nhiều quá mọi người. Rồi, đi cứu nè. Em sẽ để dành bình nước hoa này, lát nữa mắt đỏ có đuổi thì em sẽ cai nha. Chứ em không có dùng. Chứ nếu mà dùng thì phí. Giờ sắp nổ máy nơi rồi. Chào bạn. Bạn có phải là cái người mà đăng cái status này không? Chứ còn ai nữa? Bạn lớn rồi, bạn không phải có nít đâu. Rồi. Vô. Rồi. Trời ơi, hết lòng, hết dạ, hết sức rồi nha. Ủa mà sao máy kịp chưa mà tôi bị chém không pram lên luôn dùm đi trời.
chờ đợi điều gì nữa, coi chừng nó sang nó đá cái máy cho coi nè. Vô. Ủa sao không nổ luôn đi? Nổ. Rồi xong. Gặp như tôi là tôi nổ 8 kiếp cái máy rồi đó. Trời ơi. Hôm nay con bạn của em nó đi dạy demo. Xong rồi bình thường thì em hay hỏi ý kiến nó về cách giảng dạy lắm. Hôm nay nó được trung tâm gửi đi demo thử. Thì khổ cái á, là nhỏ nó run nó lại hỏi em ngược lại. Khổ ghê. Sao? Bạn muốn đăng cái status này không? Bách lên. Đấy. Dùng nước hoa hồi nãy chi cho phí đúng không? Mình để dành cái giai đoạn này mình dùng. Sao tự nhiên chảy nước mũi, trời khổ quá vậy nè. Không còn tương lai nữa. Banh xác chị Madame liền đúng không? Hình như là đổi đá máy hay sao á nha. Tàn đời. Xui ghê. Đấy mọi người có thể thấy là chơi cỡ nào cỡ cùng lắm hòa thôi. Nội tại của Hunter bây giờ nó vậy đó mọi người. Thôi đi nha, tính cứu côn trùng mà thôi, chắc là thôi. Bye bye bạn nha. Cổng bên đó chưa có mở. Skin này nhìn đẹp quá, tóc dày dặn đồ này, mềm mại thướt tha lướt đi trong gió. Rồi, vô thôi. Đi chứ, mau đi thôi là sao? Đi liền. Mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ lại theo trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map thị trấn say ngủ đây. Con bạn của mình nó dạy một unit mà trong đó nó có 4 ngữ âm lận. WXYZ đó. Rất là đau đầu, mỗi chữ như thế là có 4 từ vựng. Và 4 từ vựng như thế là một bùa như vậy. Trời ơi, đứng chứ đánh rồi sao vẫn hụt vậy? Ôi không đâu má, em biết chị mà. Em biết chị là có skin COA mà. Sao tập chơi đúng không? Tập chơi mốt mở cầu ra đúng không? Nè, mày mà đụng vô tao là tao bắn nha. Trời ơi. Quá keo rồi. Đập cái ván này luôn. Giam con tiện nô này vô lãnh cung. Nàng là ai? Nói mau. Không tao bắn. Nó mềm ghê mọi người. Nó không sợ súng hay sao á. Trời ơi, Trang ơi. Trang ơi. Rồi xong. Ship nguyên cục Tokoyaki. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Để lên bù máy. Ủa sao trận này mình đổi sang nhánh 9 lúc nào không hay vậy trời. Ủa sao trận này mình mang nhánh 9 rồi mọi người ạ. Tàn đời. Ủa nãy cầm nhánh 6 kì ấy. Nó vẫn thông tha buông tha cho thần thiếp. Hoàng thượng. Thần thiếp ở đây nè. Rồi thầm ở đây. Thôi, mình sẽ rời xa trốn nhân gian hồng phàm. Mệt nha. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Chủ. Sợ. Nhiều thứ để cai quá à. Mệt quá. Ủa? Khoái lắm. Nghĩ hít bốc dài rồi cứ bung lụa ra thôi đó. Yo. Ê, đứa điều phối mang nhánh 9k sướng quá à.
mang điều phối tháng 9 vui vẻ. Mọi người đừng có report em nha, tại vì hôm nay em mang điều phối tháng 9 đi ca. Cầm tháng 6 là tết xấu rồi. Cô ta vẫn không buông tha cho bổn cung. Hoàng thượng, thân thiếp ở đây nè. Ủa đâu rồi? Ủa? Không nỡ bắn súng luôn á. Nghĩ chắc ai vô tình bao ngày tại tạo nên duyên mới. Lỡ yêu thương người bây giờ. Lỡ yêu thương người nên giờ. À gian dở đời ta. Gọi cứu nè. Yo. Sắp tới chị Tuộc có skinhead đẹp ghê mọi người. Nhìn như là người ngoài hành tinh đó. An island vậy đó. Ừ, cảm giác cái skin nó lạ. Nó không có bị dập khuôn về cái vấn đề là một cái hình mẫu nào đó. Skin nó phải thay đổi linh hoạt một chút về cái ý tưởng ấy. Cứ nhìn tới lui. Ví dụ như bà Mực này có một cái bộ trang phục cây ăn thịt người ấy. Đẹp. Nhìn lạ nha. Nhìn giống như mấy con yêu quái trong phim siêu nhân vậy đó. Hay á, đẹp á. Thôi đi sửa máy tiếp đây. Rồi xa trốn nhân gian hồng trần. À, bạn của mình thì đang dạy demo lớp tiểu học, lớp vỡ lòng. Thì cái trung tâm nó yêu cầu là phải tạo ra nhiều trò chơi. Thì có bốn từ vựng như thế. Thì bốn cái chủ đề thì mình cho ra bốn cái trò chơi đó. Chẳng hạn như là ẩn hình đoán chữ nè. Rồi cho tụi nó đoán chữ khi mà bị xóa đi chẳng hạn. Hoặc là cho tụi nó cầm tranh lên chỉnh từ nào thì đứa nào cầm từ nào đứa nó ngồi xuống cũng hay đúng không? Đó, nói chung là suy nghĩ nhiều ý tưởng lắm mọi người. Chẳng qua là cuộc sống của em nghĩ mà buồn. Mình đã cố gắng hết sức để có thể là cống hiến nhưng mà không còn duyên nữa, đành dứt áo ra đi. Khen mình tốt đó thì cũng không dám khen, nhưng mà kiểu như vấn đề về cái sự cống hiến của mình, sự đầu tư của mình không được chấp nhận thì cảm giác nó cũng hơi buồn. Nên là thôi, không sao cả. Mình đã làm hết sức có thể rồi. Không được thì thôi vậy. Bye bye. Rồi lên. Yo. Rồi mày qua đây, tao bắn súng cho hả? Mực tái chanh. Tới nè. Nút surrender đang ở trong phần cài đặt. Không còn một chút tương lai nào nữa. Bánh xác liền. Từ từ nha. Yo. Qua bên kia. Đấy mọi người cứu mắt đỏ đầu tiên là đừng có để nghe tai rồi. Vừa nói xong. Các bạn muốn ăn mực tokoyaki hay là mực tái chanh hay là mực xào chua ngọt nè. Để biết đường nấu này. Trời ơi, xúc tu ngon quá. Em mới mua mì commando. Ủa, mùi mì gì? Mì gì á, nói chung là sáng nay em pha thử. Ố, sao đầu hàng chưa bắn súng nữa. Sáng nay mua ăn thử ngon ghế mọi người. Y như là mì ngoài tiệm vậy đó. 10 điểm. Mình sẽ kết thúc video lên như luôn nha mọi người.